Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật. Đây là 6 con máy. Tối hôm qua mình mới lên video. Và tối hôm qua thì đã có người chốt rồi các bạn nhé. 5 con TL261 và một con Mazuyama 26. Zin nguyên bản rất là đẹp. Đã có khách chốt. Ngoài ra thì cũng có một số khách khác thì chốt lẻ 1-2 con. Đấy, thì tí nữa mình sẽ đóng hàng. Và sau đây thì là mình sẽ thực hiện cái bước là đóng hàng. Thì để mà vận chuyển được đi với cái số lượng như này thì mình sẽ tháo rời tum cần ra, tháo rời tay ghi đông ra. Đấy, thì mình sẽ đóng 6 cái đầu máy này vào một cái thùng xốp hoặc thùng giấy. Còn đâu là các cái phụ kiện của nó thì sẽ đóng chung cái thùng 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 của đầu máy. Còn cái bó cần thì là mình sẽ đóng riêng một kiện, nên là chỗ này thì sẽ đóng thành 2 kiện. Rồi ok, sau đây thì mình sẽ tháo rời ra. Ok. Chỉ sau vài phút thì là tất cả các bộ phận đã được tháo rời nhau ra. Tháo rời nhau ra và đều được đánh số các bạn nhé. Đều được đánh số trên các bộ phận. Này. Thì là về khách hàng sẽ căn cứ theo cái số đấy. Con nào thì nó có số con đấy. Các bộ phận nó đánh số hết thì là chỉ việc là lắp ráp lại thôi. Nó đỡ nhầm lẫn giữa đồ con nọ con kia. Cái đầu máy này sẽ được bọc trong cái túi ni lông cho sạch sẽ. Rất là ok, hàng rất đẹp nhá. Chắn cỏ bãi, dây đeo bãi, ok, tiếp mở buji và đục rát thôi. Ok, đây là một khách hàng các bạn nhé. Còn khách hàng khác thì đang tí nữa sẽ đóng sau. Khách hàng khác thì là mỗi khách mua một con thôi. Một khách mua con Estin FS55 này, một con Estin 106 này, một con 108 và một con 341. Đấy, ok. Hàng đã được đóng gọn như này các bạn nhé. Đây. Hàng đã được đóng gọn cho như này. Rất là gọn gàng. Đầu máy để bên dưới và các cái phụ kiện của nó ở để bên trên. Rất là gọn gàng luôn. Cái này thì sẽ quấn bao vào cẩn thận. Buộc kỹ vào xong quấn bao cẩn thận. Đây, 6 con máy. 6 bộ máy cắt cỏ. Thì được đóng gọn gàng trong hai cái kiện hàng này các bạn nhé. Thì hôm nay là chủ nhật. Thì trong sáng mai đơn vị vận chuyển sẽ qua lấy. Đơn vị vận chuyển tiếp theo sẽ qua lấy hai đơn hàng này, thì một kiện gồm đầu máy này và các phụ kiện của nó, còn một kiện này thì là gồm cần nắp của nó. Nên rất đơn giản gọn gàng này thôi nhá. Khách hàng khi nhận hàng ấy thì cứ khui hàng ra, kiểm tra kỹ, đầy đủ, không bị thiếu này, không bị vỡ, dập nát thì nhận hàng, thanh toán tiền. Đơn giản vậy thôi.